Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt tại kênh youtube Kể Chuyện Đêm Khuya. Dịch bởi Kể Chuyện Đêm Khuya, chương 107, Ác Mộng Vô Tận. Đúng lúc Ngọc Cốt từ trên trời giáng xuống một tia chớp vào ảo cảnh, ba vị trưởng lão vây quanh miệng giếng đồng thời chấn động, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau phun ra một ngộ máu tươi. Không xong, thuật bị phá sao? Tuyển trưởng lão bất chấp bị thương, vội vàng đi tới miệng giếng nhìn xuống. Nước giếng cổ trong veo đã trở nên đục ngầu giống như biến thành máu. May mắn là đứa nhỏ kia vẫn cuộn tròn ở đáy nước như bảo thai, toàn thân kịch liệt run rẩy cũng không mở mắt. Túi gấm trên cổ cậu phát ra ánh hào quang, giam cầm hồn phách của cậu, vòng tròn phù chú quấn quanh, tiếp tục giam đứa nhỏ bên trong ảo cảnh. May, cũng chưa có sao. Tuyền trường lão thở nhẹ một hơi, đại mộng thuật chưa bị phá. Hai vị trưởng lão khác kịch liệt ho khan Cố gắng đứng dậy từ trên đất khiếp sợ Vừa rồi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là có người xâm nhập vào đại mộng thuật Phá thuật pháp của chúng ta sao? Tuyển trưởng lão ho khan Phải là nữ nhân kia Cái gì? Thanh trưởng lão cùng giản trưởng lão nhất tề thất thanh Chẳng lẽ là người không tang kia? Tuyển trưởng lão nhanh chóng dựng ngón trỏ lên Nhìn thoáng qua đứa nhỏ nơi đáy giếng Đồng thời hai trưởng lão cũng lập tức im bặt nhỏ giọng Nàng, nàng xông tới như thế nào? Tiểu quận chúa không tang kia chắc là không biết đứa nhỏ này trong tay chúng ta chứ? Chắc là hồn phách của nàng quá mức phấn khích, đang ngủ thì phiêu du ra bên ngoài, vô tình xuyên qua ranh giới giữa hai giới, xâm nhập vào ảo cảnh của chúng ta. Tuyển trưởng lão thấp giọng thở dài, đúng là ý trời, có lẽ là bởi vì sốt ruột muốn tìm đứa nhỏ, chuyện ban ngày vẫn còn quanh quẩn trong mộng đi. Hai vị trưởng lão không nói gì, Hồi lâu, dạn trưởng lão thở dài một tiếng. Hai, nàng thật ra cũng vô cùng quan tâm đứa nhỏ này. Chỉ là muốn xâm nhập được vào đại mộng thuật, cần linh lực rất mạnh. Thanh trưởng lão thì thào vẫn thật khó tin. Nàng tuổi còn trẻ cùng lắm mới qua mười mấy năm tu vi sao có thể. Tuyển trưởng lão cười lạnh. Người không biết nàng là đệ tử chân truyền của đại thần quan núi cửu nghi sao. Thanh trưởng lão cùng giản trưởng lão đồng thời hít một hơi khí lạnh, không nói thêm một lời mấy năm gần đây đại thần quan thần miếu cửu nghi thời ảnh vẫn luôn truy tìm manh mối sống lại của hải hoàng thậm chí đã nhiều lần tiếp cận đến chân tướng tiểu quận chúa này cùng tô ma quan hệ gắn bó như thế nếu hắn thông qua chu nhan biết được sự tồn tại của tô ma chỉ sợ bí mật lớn nhất hải quốc có thể cũng không giữ được đám người không tang này chỉ cách bí mật lớn nhất của chúng ta một bước tuyển trưởng lão thấp giọng sắc mặt nghiêm túc chúng ta cần phải nhanh chóng đi nốt bước cuối cùng nếu một khi kinh động đến thời ảnh hải hoàng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn phải hai vị trưởng lão khác lên tiếng trả lời lập tức quay về bên giếng cổ đứa nhỏ này mơ thấy điều gì tuyển trưởng lão thấp giọng chỉ tay một cái phủ chú trên miệng giếng lập tức phát ra ánh sáng vàng chói mắt giống như những tia chớp lưu động mạnh mẽ dòi thẳng xuống nước vây xung quanh đứa nhỏ gầy guộc mặt nước đang yên ả lại nổi sóng phản chiếu ánh trăng dệt nên một ảo cảnh mới từ trên miệng giếng nhìn xuống, giống như nhìn thấy một thế giới khác. Khung cảnh đế đô hiện ra mờ ảo giữa sóng nước, sống động như thật. Mà đứa nhỏ kia vừa mới kiệt sức bơi lên từ trong kính hồ, nước chảy từ đỉnh tóc xuống dưới. Chân để trần đứng trước cửa thành ngựa xe như nước, cả người gầy guộc cô độc không biết đi đâu. Đúng vậy, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm tỷ tì tỷ của cậu, sống chết cũng không từ bỏ. Phải biết rằng, huyết thống hải hoàng quá mức cường đại, mặc dù là dùng thuật pháp cực mạnh, cũng không nhất định có thể phong ấn hoàn toàn trí nhớ của đứa nhỏ. Tuyển trưởng lão thở dài, nhìn tô ma chìm dưới đáy giếng thấp giọng Trừ phi là nó cam tâm tình nguyện quên đi, đoạn tuyệt từ trong ra ngoài mới có thể không lưu lại hậu hoạn. Cam tâm tình nguyện, thành trưởng lão cười khổ, đứa nhỏ này cố chấp như vậy, làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Luôn có biện pháp, Tuyển trường lão nhìn đứa nhỏ trong ảo cảnh, thấp giọng hỏi về quận chúa xích tộc không tang kia. Ký ức của đứa nhỏ này đối với nàng dừng lại ở đâu? Ở thôn Đồ Long. Hai vị trưởng lão khác trả lời. Theo lời thân đồ đại phu miêu tả, quận chúa không tang kia đã giúp nó lấy bảo thai ký sinh từ trong thân thể Tô Ma ra. Sau đó, nàng liền lao vào trận chiến. Thân đồ đại phu liền đem Tô Ma đến đại danh kính hồ. Từ lúc đó, bọn họ chưa từng gặp lại. Vậy sao? nói như vậy ký ức cuối cùng của đứa nhỏ này cùng quận chúa không tan kia dường như rất thống khổ tuyển trưởng lão thì thào trong mắt toát ra thần sắc mừng rỡ thật tốt quá chúng ta chỉ cần khuếch đại loại thống khổ này lên là có thể có một khởi đầu hoàn hảo khởi đầu hoàn hảo hai vị trưởng lão khác có chút khó hiểu chúng ta sẽ đánh vào nội tâm đứa nhỏ này tạo ra một ý niệm trong tiềm thức để triệt tiêu tình cảm không muốn rời xa trong lòng nó đối với nữ nhân kia các trưởng lão khép tay lại với nhau, từ đầu ngón tay bắt đầu phát ra tia sáng mờ. Chúng ta muốn để nó nhớ thật kỹ rằng tì tì kia thật ra là người khiến cho nó đau khổ nhất. Đến đây đi, từ giờ trở đi, trí nhớ của nó đều do chúng ta dệt nên. Chúng ta nhất định phải đem trái tim hải hoàng một lần nữa trở về trên người tộc nhân chúng ta. Tô Ma không biết mình đã bơi qua bao lâu mới từ giếng cổ phía Tây Diệp Thành bơi tới đế đâu suốt chặng đường mơ hồ hoảng hốt bơi trong làn nước xanh thẳm thậm chí còn không phân biệt được ngày đêm mãi cho đến khi tòa thành nguy nga hiện ra trước mắt cậu mới kiệt sức trồi lên mặt nước đúng lúc vừa trồi lên khỏi mặt nước đứa nhỏ bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn người vô cùng hoành tráng có lính tuần tra mặc áo giáp vàng đi phía trước mở đường ngựa xe như nước kéo dài vô tận là ai cưỡi ngựa đấy là đích nữ duy nhất của xích vương hôm nay đi theo phụ thân tiến cung yết kiến đế quân bàn bạc chuyện hôn lễ đế quân vì ân sủng đặc biệt cho phép nàng cưỡi ngựa vào cấm thành thật đúng là cảnh đẹp hiếm thấy đúng vậy đúng vậy hôn lễ của vương thất đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó nghe thấy dân chúng trên bờ vây xem bàn tán đứa nhỏ không khỏi sợ run cả người lập tức nhớ đến lời đã nghe được từ lúc còn ở diệp thành chúng ta không có lửa ngươi ngươi đi ra ngoài hỏi một chút khắp thiên hạ đều biết về hôn lễ của bạch tộc cùng xích tộc đừng có nằm mơ nàng sẽ nhanh chóng gả cho tổng đốc diệp thành làm bạch vương phi tương lai làm sao có thể yên tâm đem theo đứa nhỏ như ngươi nàng đã sớm không cần ngươi rồi khi đó thị nữ trong hành cung đã nói như vậy ngay cả gì như cũng nói như vậy nước chảy đá mòn một chữ cũng không sai thế mà cậu lại không tin đúng vậy cậu tự nói với bản thân trừ phi tai nghe mắt thấy thì cậu mới tin những lời đó không nói dối mà hiện tại, cậu rốt cuộc đã tận mắt thấy rồi. Tô Ma từ trong nước thất tha thất thẻo đi lẫn vào trong đám người. Có một chiếc xe ngựa màu vàng đang đi qua. Gió khẽ thổi tung tấm rèm theo chỉ vàng. Chiếc móc vàng lay động, lộ ra nữ tử ăn vận đẹp đẽ cao sang bên trong. Trang hạ tuần chỉ còn khuyết một mảnh treo phía cuối chân trời. Ánh sáng mờ ảo trước bình minh. Quận chúa xích tộc dạng dỡ, toàn thân đều trang hoàng lụa là gấm vóc, đẹp đến hư hư thực thực. Đó là tỷ, thật sự là tỷ. Tỷ tỷ. Cùng lúc đó, đứa nhỏ không nhịn được thất thanh la to. Tỷ tỷ, ta ở đây. Cậu lấy hết sức mà lớn tiếng gọi. Thế nhưng, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt. Giọng nói bị những thanh âm hỉ nhạc huyên náo à át đi. Đoàn người ngựa khổng lồ cũng không bởi vì một đứa nhỏ mà dừng lại. Chạy qua như bay. Đứa nhỏ không bỏ cuộc, thất tha thất thẻo theo đoàn xe. Muốn đuổi theo chiếc xe ngựa lộng lẫy con nàng ngồi trong thì vệ lập tức lôi cậu từ trong đoàn người ra quát thằng nhãi con dám xông vào đoàn xe còn không mau cút đi khoan đã lập tức thì vệ bên cạnh phát hiện thân phận của cậu nói đó là một giao nhân chủ nhân của nó là ai sao lại để nó tự do ra ngoài đi loạn mau bắt lại tỷ 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 đứa nhỏ liều mạng phản kháng lại bị đánh ngã sấp xuống mặt đất giống như nghe được thanh âm bên ngoài xe ngựa ngừng lại một bàn tay mảnh khảnh chìa ra, hơi vén rèm lên. Dưới rèm lộ ra một ánh mắt quen thuộc, sáng ngời mà mỹ lệ, giống như ánh sáng toát ra từ ngọn lửa. Kia thật sự là quận chúa xích tộc Chu Nhan. Tầm mắt của nàng dừng lại ở đứa nhỏ bị đánh ngã trên đất. Tỷ tỷ, Tô Ma thấy nàng rốt cuộc cũng chú ý tới mình, không khỏi kinh hỉ vạn phần, vươn cánh tay thật nhỏ hô loạn. Tỷ tỷ, ta ở đây. Nhưng mà, mày Chu Nhan hơi nhướn lên, Bỗng nhiên cúi đầu nói một câu Sao lại là ngươi Nàng giận tái mặt Đột nhiên thu tay về buông mạnh rèm xuống Ngăn cách ánh mắt Rốt cuộc không thể nhìn thấy nàng nữa thân thể đứa nhỏ bỗng nhiên cứng ngắc Sau đó bắt đầu kịch liệt phát run Vừa rồi Vừa rồi tỷ tỷ nói cái gì Lại là ngươi Tô ma nhìn rèm che buông xuống Ngón tay cứng ngắc Không cử động nổi Một đường này cậu trải qua muôn vàn khó khăn Băng qua kính hồ Mới đến được đây Giờ phút này người mình muốn tìm đã gần ngay trước mắt thế nhưng cậu lại giống như mất đi tất cả khí lực trong xe ngựa chuyển đến thanh âm một người khác hình như là thịnh ma ma người đã từng chăm sóc mình giọng điệu bà lão kia có phần ôn họa hơn dường như muốn khơi dậy tình cảm của chu nhan nói hay quận chúa người xem tiểu gia hỏa kia vẫn gọi người là tỷ tỷ thật là một đứa trẻ đáng thương giọng nói chu nhan lại lạnh băng ta là con một đệ đệ đâu ra chỉ ngắn ngồi một câu liền đóng đinh đứa nhỏ tại chỗ giống như dùng đao sắc đâm một nhát vào trái tim cậu, không chừa một chỗ. Thịnh ma ma còn muốn thay cậu cầu tình. Chỉ sợ thì vẻ sẽ đánh nó đến chết mất. Nó đáng bị đánh chết. Thế mà chu nhan chẳng hề dao động trong giọng nói chất chứa sự chán ghét cùng không kiên nhẫn. Không phải ta đã sớm cho người đưa tiền bảo nó đi sao? Tên tiểu tử này sao không biết điều? Chẳng những không đi, vẫn còn xông vào đây. Tỷ tỷ, Tô Ma sững sờ, không dám tin những lời này lại được nói ra bởi người quen thuộc nhất đối với mình như vậy. Phút chốc, không biết lấy sức lực từ đâu, đột nhiên lao qua, vươn tay giật rèm che xuống dưới, nghẹn ngào nói. Tỷ tỷ, tỷ thật sự không cần ta. Tên tiểu tử này. Chu Nhan ngồi trong xe ngựa đột nhiên bị lộ mặt, quay đầu giận dữ. Còn không mau lôi nó ra, vạn nhất bị người khác thấy được một tiểu nô lệ giao nhân gọi ta là tỷ tỷ. Xích tộc chúng ta biết để mặt mũi vào đâu nghe thấy mệnh lệnh của quận chúa bọn thị vệ lập tức vọt lên bắt lấy cánh tay đứa nhỏ tỷ nói dối tô ma giãy giụa nghẹn ngào la to thanh âm phát run tỷ tỷ rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ta tỷ xem đây là hạt giấy mà tỷ đưa tới đứa nhỏ giơ tay lên dùng hết sức đem cánh tay nhỏ bé mà đưa lên cao trong lòng bàn tay cậu chìa ra một con hạt giấy nhiễm máu đỏ tươi bị ngâm trong nước đã sớm không còn nhìn rõ hình dạng đứa nhỏ kẹp chặt trong tay, cơ hồ như vỏ nó thành một đống. Chu Nhan ngồi trong xe ngựa liếc mắt nhìn thoáng một cái, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Đây là hạt giấy của ngươi. Tô Ma nhìn thấy biểu tình của nàng, trong mắt cuối cùng cũng có một tia chờ đợi. Ta, ta biết tỷ vẫn luôn một mực tìm ta, tỷ sẽ không bỏ rơi ta, có phải hay không, tỷ tỷ. Chu Nhan tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, rồi đột nhiên trầm mặc, không biết ứng đối như thế nào gương mặt nàng tái nhợt mà dại ra, giống như một con búp bê. Khoảnh khắc đó không biết có phải là ảo giác hay không, dường như thời gian đều ngừng lại, cách một tấm lụa, Toma có thể nhìn thấy trong mắt nàng biểu tình cứng đờ, ngón tay cứng đờ, thậm chí ngay cả gió thổi qua cũng không lay động. Khăn lụa hoa lệ trên người dường như đều lập tức yên lặng, giống như kính tượng ngưng kết một cách quỷ dị. Sao lại thế này? Bên tai có một thanh âm quen thuộc vang lên mơ hồ như ở một nơi xa xôi nào đó truyền đến mang theo kinh hãi hạt giấy này là từ đâu tới hình như là đứa nhỏ kia vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay mà mang vào đáng chết chúng ta đã quên không kiểm tra cẩn thận cái gì thứ này thế mà lại bị nó mang vào trong ảo cảnh cái này nguy rồi ai ai đang nói quen thuộc như vậy hình như là giọng của mấy vị trưởng lão phục quốc quân bọn họ sao lại ở chỗ này chẳng lẽ bọn họ biết mình chạy trốn đã đuổi tới đây sao Phút chốc, Tô Ma hơi dùng mình, toát ra một tia sợ hãi. Cậu thậm chí theo bản năng muốn nhấc chân chạy trốn, chạy ra khỏi đám người trốn vào trong kính hồ. Nhưng mà cảnh tượng bên người đều tạm dừng trong giây lát, lại chợt bắt đầu khôi phục bình thường. Tên tiểu tử, ngươi đang nằm mơ đấy à? Đây là cái loại giấy gì? Chu Nhan thay đổi sắc mặt nhíu mày, không kiên nhẫn nói một tiếng. Một bóng đen xông thẳng đến, còn không mau cút đi. Chát một tiếng, một roi quất tới, nghiền nát con hạc giấy trong tay. Tô Ma không kịp rút tay về, lòng bàn tay nhất thời để lại một vết máu đỏ sẫm. Tỷ tỷ, đứa nhỏ khép sợ nhìn nàng, run giọng Tỷ, những lời trước kia tỷ từng nói chẳng lẽ đều là lừa ta? Lừa ngươi thì thế nào? Trẻ con đứa nào chẳng thế, trí nhớ đều không tốt. Nói cái gì ngươi cũng coi là thật sao? Chu Nhan ngồi trong xe ngựa cười lạnh một tiếng, lại vung một roi, ghét bỏ lẩm bẩm Đuổi ngươi đi cũng không đi, thật sự là ti tiện còn không mau cút đi. Dối trá. Tô Ma bỗng nhiên hướng về phía xe ngựa lớn tiếng. Ngươi là kẻ nói dối. Mau kéo nó đi, đừng để nó đụng tới quận chúa. Mắt thấy cậu sắp bổ nhào vào người quận chúa, bọn thị vệ lĩnh mạnh một tay bắt lấy đứa nhỏ thô bạo kéo trở về. Đứa nhỏ vô cùng quật cường, mặc cho bọn thị vệ đấm đá, sống chết cũng không kêu đau một tiếng nhưng mà Chu Nhan ở trong xe ngựa nhìn thấy hết thảy, chỉ nhíu mày, một câu cũng không nói, mặt đầy vẻ khinh thường, chán ghét giống như nhìn thấy một con chó ghẻ. Đứa nhỏ sững sờ, bỗng nhiên thở gấp, không dãy giụa nữa. Thằng nhãi con, thì vệ trưởng rốt cuộc cũng bắt được cậu, một phen túm lên, hồn hèn ra lệnh cho cấp dưới, bán nó đến chợ Tây đi. Cái gì? Đứa nhỏ kinh hãi, một lần nữa liều mạng dãy giụa. Đám người không tang này chẳng lẽ chuẩn bị đem cậu đến chợ Tây bán làm nô lệ sao? khoảnh khắc đó cậu không nhìn được quay đầu nhìn nàng xin giúp đỡ chỉ cần tiểu thư không tang quyền quý trong xe ngựa nói một câu có thể thay đổi số phận bị bán đi làm nô lệ của cậu nhưng mà chu nhan căn bản không liếc nhìn cậu dù chỉ một cái giống như đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tiểu nô lệ giao nhân này lúc đó nhìn thấy biểu tình của nàng trái tim toma bỗng nhiên lạnh xuống không còn chống cự nữa tỉ tỉ cuối cùng cậu nhẹ giọng kêu một tiếng Thanh âm nhỏ đến mức chỉ có chính mình nghe thấy. Đứa nhỏ đột nhiên không hề phản kháng, không nhúc nhích giống như đã chết. Nhóm thị vệ ùa lên đè lấy cậu, túm cậu lên đấm đá như mưa. Chán cậu bị đánh vỡ, máu từ trên mắt chảy xuống dưới, cả thế giới trong mắt đứa nhỏ đều biến thành một mảnh đỏ như máu. Nhưng mà lúc này đây, dù có đau đớn nát tâm can, cậu cũng không bao giờ mở miệng van xin nàng nữa. Chỉ nhớ cuối cùng mà nàng lưu lại cho cậu, đau đớn đến thế, khó quên đến thế. Khi ngón tay nho nhỏ mất hết khí lực, con hạc giấy mềm nhũn rơi khỏi lòng bàn tay. Cánh bị bẻ gãy, siêu siêu vẹo vẹo lăn trên đất như một con búp bê rách nát. Buồn cười như thế, ngây thơ như thế. Giống như trái tim đứa nhỏ mong được sưởi ấm, chỉ là một hy vọng xa vời. Dừng! Tuyển trưởng lão đột nhiên dừng tay, hướng về hai vị trưởng lão quát. Mau dừng! Ba vị trưởng lão dừng chú thuật, buông cánh tay, đồng thời lui lại vài bước. Trận pháp thoái lui, ánh sáng chú thuật trên miệng giếng bắt đầu nhạt đi, nhưng nó vẫn bao xung quanh đứa trẻ giống như một bức tường da màu vàng. Trong giếng không một gọn sóng, mặt nước chiếu rọi đủ loại ảo ảnh trông rất sống động. Cuối cùng chỉ còn lại một bóng dáng quay đầu rời khỏi quận chúa không tang, cùng với đám trẻ súng lại nhau. Mà Tô Ma ngủ say trong ảo cảnh vẫn không nhúc nhích. Mọi sự đang tiến hành thuận lợi. Thanh trưởng lão ngạc nhiên. Vì sao phải dừng lại? Ta có chút lo lắng. Tuyển trưởng lão nhìn đứa nhỏ dưới giếng, thần sắc toát ra một tia lo âu. Đứa nhỏ này vì sao bỗng nhiên không phản kháng? Tâm đã chết thôi. Giản trưởng lão lạnh lùng nói. Rốt cuộc nó cũng tin là đối phương thật sự không cần nó nữa. Dừng ở đây là vô cùng thích hợp. Thanh trưởng lão khen ngợi một câu. Đến đây, ấn tượng mà quận chúa không tang đã để lại vô cùng ăn khớp với trí nhớ đứa nhỏ. Đúng là không chê vào đâu được. Đúng vậy, bất kể cảnh thật hay là ảo ảnh, từ đây về sau trong trí nhớ đứa nhỏ đoạn ký ức ngắn ngủi về quận chúa không tang đều là vô cùng thống khổ đến đây chấm dứt không còn dây dưa chặt đứt hết thảy chướng ngại như thế này mới coi như là sạch sẽ gọn gàng ba vị trưởng lão từ trên miệng giếng nhìn xuống giếng sâu như một con ngươi không đáy mà đứa nhỏ bị vây hãm trong giếng co quắp giống như bào thai trong bụng mẹ vẫn không nhúc nhích tay cậu chỉ lỏng buông ra con hạc giấy trong lòng bàn tay phập phành nổi lên, chìm nổi trên mặt nước. Cánh bị bẻ gãy dần dần biến thành một nhúm giấy nát. Cũng thật sự là quật cường. Tuyền trường lão thở dài, thế mà vẫn giữ con hạc giấy kia. Là do chúng ta sơ sẩy. Hai vị trưởng lão thấp giọng. Chúng ta đã giam lỏng nó ở trong này mấy ngày, nghĩ rằng như vậy có thể chặt đứt liên hệ của nó với bên ngoài, thế mà không phát hiện ra, nó vẫn mang theo thứ này bên người. Hạc giấy kia là do quận chúa xích tộc thả ra sao? Tuyền trưởng lão lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà lúc đó trên mặt nước bỗng nhiên nổi gợn sóng. Một chút ánh sáng từ nơi sâu nhất trong giếng, phá vỡ kết giới của phủ chú dâng lên. Đó là... Tuyền trưởng lão giật mình thất thanh. Hạc giấy... Con hạc giấy nhăn nhúm bị xé nát kia ở trên mặt nước chìm nổi một lát, đột nhiên giống như được rót thêm sức mạnh dương cánh sống lại. Không xong, Tuyển trưởng lão thất thanh, ngón tay nhanh chóng bắn ra. Một luồng ánh sáng trắng vụt ra hướng về phía con hạc giấy đang bay trên bầu trời. Muốn thiêu nó thành cho, thế nhưng vẫn là muộn một bước. Con hạc giấy kia từ trong ảo cảnh bay lên, siêu siêu vẹo vẹo biến mất trong bầu trời đêm. Cái gì? Chuyện này đây... Ba vị trưởng lão không thể tin được quay đầu lại, nhìn đứa nhỏ đang chìm trong giếng cổ. Tô Ma nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh sao có một biểu tình khó hình dung môi run nhẹ nhẹ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tuy rằng cậu kiềm chế để không gọi lên hai chữ tỷ tỷ, nhưng sức mạnh lại tăng lên khó tin. Dưới sức mạnh tư tưởng mạnh mẽ, con hạt giấy bị phá hỏng kia mới có thể lập tức hồi sinh, mang theo chấp niệm của đứa nhỏ phá không mà bay lên, tìm về nơi xuất phát ban đầu. Bây giờ phải làm sao đây? Hai vị trưởng lão có chút trở tay không kịp hỏi, còn có thể làm gì bây giờ? Việc đã đến nước này chỉ có thể làm đến cùng tuyền trưởng lão gặp biến không sợ cúi đầu nhìn đứa nhỏ ngủ sâu trong giếng cổ đứa nhỏ này phi thường quật cường quái gở trong lòng chỉ cần có một ý nghĩ chưa bị dập tắt liền vĩnh viễn sẽ không buông tay mà trở thành hải hoàng của chúng ta chẳng lẽ còn phải tiếp tục đại mộng thuật giao thành trưởng lão có chút không nắm chắc nhìn đứa nhỏ thất khiếu đổ máu co quắp nó nhỏ như vậy có thể chịu nổi hay không lần trước lâm vào ảo cảnh đại mộng tinh thần gần như suy sụp, hiện giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Không. Tuyền trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua đứa nhỏ nơi đáy nước, nếu dễ dàng sụp đổ như vậy thì nó cũng không phải hải hoàng của chúng ta. Hai vị trưởng lão không nói gì, Tuyền trưởng lão thấp giọng thúc giục. "Mau, chúng ta phải thừa dịp người không tăng còn chưa bị kinh động, hoàn thành đại mộng thuật. Ta sẽ vẽ ra cảnh mộng tiếp theo, các ngươi tiếp tục phối hợp." ba vị trưởng lão lặng yên một lần nữa chia ra ba hướng bên giếng cổ theo chú ngữ tuôn ra ánh sáng vàng trên miệng giếng một lần nữa lấp lánh dệt ảo cảnh trong giếng sâu ác mộng vô tận như không có điểm kết thúc sau khi bị nhóm người phủ xích vương đấm đá tô ma cảm thấy thân thể của mình như vỡ nát đau vỡ vụn lâm vào hôn mê không cảm giác gì sau khi tỉnh lại cậu thấy mình ở một nơi nào đó xa lạ thân thể gầy yếu bị giam trong cái lồng sắt lạnh lẽo mặt áp vào lồng không biết đã hôn mê bao lâu sắc mặt tái xanh nhiều vết thâm tím vừa mới mở mắt ra cậu không khỏi run rẩy toàn thân lập tức nhận ra mình đang ở đâu đó là phía tây diệp thành chợ nô lệ giao nhân lớn nhất vân hoang cậu đã từng trải qua cả một thời thơ ấu ở đây sống giữa thống khổ và khuất nhục đã nhiều năm qua đi nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đó cũng đủ khiến cậu dùng mình. Cho dù cậu trốn ra khỏi được cái nhà giam kia nhưng lại rơi vào một cơn ác mộng vẫn trở về hàng đêm này, nuốt chừng lấy trái tim cậu, khiến cậu run rẩy từ trong xương tủy. Đứa nhỏ dường như đã dốc hết sức lực để thoát khỏi ác mộng ngục tù, nhưng lại không ngờ 50 năm sau lại vẫn quay trở lại nơi này. Đứa nhỏ suy yếu, thở hồn hển cố mở to mắt nhìn. Đây là một cái tiểu điếm không lớn, ánh sáng ảm đạm trong phòng tầng tầng lớp lớp lồng sắt, ước chừng có 16, 17 chiếc, trong mỗi một chiếc lồng đều giam giữ một giao nhân. Đồng tộc của cậu, ai ai cũng gầy yếu xanh xao, ở nhiều độ tuổi khác nhau, có người thậm chí nhìn qua còn nhỏ hơn cậu, trông chỉ như là 5, 6 tuổi mà thôi. Tuy vậy, giao nhân nào cũng bị giam bằng những chiếc cùm nặng nề, khóa trên cánh tay không có ngoại lệ. Bên cạnh đặt một chậu nước, một chén cơm chẳng khác gì xúc sinh bị đem ra mua bán. "Ngươi tỉnh rồi." Nhìn thấy cậu mở to mắt, cách vách lồng sắt có người thân thiết hỏi. Đó là một giao nhân, lớn hơn cậu một chút, vừa mới phân hóa giới tính, nhìn qua giống như một nữ tử loài người 15-16 tuổi, nhưng mà lại chưa được phẫu thuật thay chân tại Đồ Long thôn, cứ kéo lê một cái đuôi cá, nhìn qua hết sức quái dị. Cả người bám lên chiếc lồng sắt thân thiết nhìn đứa nhỏ hấp hối ở lồng bên. Tô Ma quay mặt đi, không muốn chạm vào mắt đối phương, nhanh chóng hiểu được tình cảnh của bản thân. Đúng vậy, người không tang thế mà thật sự đem cậu bán đến chợ nô lệ Diệp Thành. Mà cái người cậu từng gọi là tỷ tỷ kia lại đối với hết thầy chuyện này nhìn mà như không. Nghĩ đến đây, đứa nhỏ không khỏi ngẩng đầu lên, thân thể gầy nhỏ dùng mình. Tay chân bị cùm cũng không ngừng run rẩy va và vào lồng sắt phát ra tiếng kêu len keng. Làm sao vậy? Nữ giao nhân cách một chiếc lồng sắt kinh hãi. Người rất lạnh sao? Đứa nhỏ không trả lời, cố gắng nén run rẩy bắt mình tỉnh táo lại. Chỉ là phải làm như thế nào để không nghĩ đến nó nữa. Tỷ tỷ của hắn, quận chúa không tang từng thề sẽ chăm sóc cậu giờ này vô tình độc ác như thế. Nàng lần thứ hai đem cậu trở về nơi ngục tù mà cậu đã một lần thoát khỏi. Bỏ đi không thèm nhìn lại. Không, không, sao lại có thể như vậy? Nữ giao nhân kia nhìn đứa nhỏ nói Ta tên sở sở còn ngươi Tô ma vẫn co quắp trong góc lồng Run rẩy cắn răng không nói lời nào Ánh mắt tựa như một con thú nhỏ Bị trọng thương Tuyệt vọng khắc chế xúc động Muốn cắn xé hết thảy mọi thứ Không muốn trả lời câu hỏi của nàng Ngươi đã hôn mê hơn 3 ngày rồi Có phải đói bụng lắm không Giao nhân sở sở kia Cũng không trách cứ hắn chỉ thở dài Thật đáng thương Người chắc mới hơn 60 tuổi đi nhỏ như vậy đã bị đưa đến nơi này. Ai, đói bụng sẽ khiến thân thể không chống đỡ được đâu, mau ăn một chút gì đi. Tô Ma không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua cái bát xứ bẩn thỉu trong đó chỉ có một ít nước đục cùng với một vài rong bèo khô héo và sò hến bốc mùi, đâu phải là thứ có thể ăn được. Hiển nhiên là nhìn ra biểu tình chán ghét trên mặt đứa nhỏ, sờ sờ thở dài, chỉ nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có một thứ gì được nhét qua. Này, Ăn cái này đi." Sở Sở nhẹ giọng nói, "Cái này ăn rất ngon đấy." Đứa nhỏ theo bản năng giơ tay ra, lại phát hiện được thứ đưa tới là một con cá nướng nhỏ, hương thơm ngào ngạt, không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nữ nhân cách vách lồng sát một cái, không biết vì sao, cái liếc mắt kia làm cho đứa nhỏ kinh hãi. Nữ giao nhân này vì sao nhìn qua lại có điểm giống với một người nào đó? Đúng, là rất giống với Như Ý, dĩ như về sau đã đi đến Tinh Hải Vân Đình, năm mươi năm trước thời điểm cậu lớn lên trong lồng sắt nàng cũng đã từng chăm sóc mình như vậy thoáng cái ánh mắt đứa nhỏ hơi thay đổi lặng lẽ dịu đi đây là của riêng ta trộm được đấy bình thường cũng không nỡ ăn đâu nhìn thấy đứa nhỏ nghe lời ăn cá nướng nữ tử giao nhân thẻ lưỡi ánh mắt sáng lên người nhanh ăn đi nếu để chủ nhân thấy được là không xong đâu hắn hung dữ lắm người nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng chống đối với hắn đứa nhỏ không để ý đến lời dặn dò của nàng hai tay cầm cá nướng vùi mặt vào liều mạng gặm rất nhanh cá liền biến thành một cây xương cá mà nửa khuôn mặt của đứa nhỏ cũng dính đầy mảnh vụn con mèo nhỏ tham ăn mặt mày lem luốc sờ sờ nhìn không được nở nụ cười có cánh tay mềm mại lành lạnh bỗng nhiên đặt lên má đứa nhỏ nhẹ nhàng lau đi tô ma kinh hãi theo bản năng lui lại ra sau nhìn chăm chú hoa ra đó là cái đuôi cá chui qua khe hở lồng sắt giống như một bàn tay khéo léo đang vuốt ve khuôn mặt hắn giúp hắn lau đi mảnh vụn bên khóe miệng người chưa từng nhìn thấy đuôi cá của giao nhân bao giờ sao nữ giao nhân nhìn thấy ánh mắt đứa nhỏ không khỏi nở nụ cười là một giao nhân đang bị nhốt trong lồng sắt nàng cười như thế cũng coi như là quá nhiều rồi tô ma không trả lời nghiêng đầu đi không cho nàng tiếp tục sờ ta lớn lên trên biển bích lạc vừa mới bị bắt đến vân hoang. Sờ sờ thở dài, ngươi chưa từng nhìn thấy bích lạc phải không? Đẹp lắm, có hải tảo bảy màu, cung điện san hô. Và ban đêm vô số chai ngọc sẽ nổi lên trên mặt biển, mở ra dưới bầu trời đầy sao. Minh Châu phát sáng trong đêm, quả thực là cảnh đẹp mà người trên mặt đất có nằm mơ cũng không thấy đâu. Thanh âm nữ tử mờ ảo mà sinh động, giống như vẽ ra một bức tranh ký ức trước mắt đứa nhỏ. Tô Ma nghe thấy, vẻ tăm tối trong mắt dần trôi đi, lộ ra một chút khao khát giống như có ai đó đang gieo vào trái tim bé bỏng của cậu một mồi lửa. Đúng vậy, Bích là quê hương của giao nhân. Cả đời này hắn liệu còn có cơ hội từ đất liền trở về biển rộng hay không? Ta hận người không tang. Sờ sờ thì thào, thanh âm tuyệt vọng mà bi thương. Họ đã hủy diệt hải quốc của chúng ta, còn bắt giao nhân làm nô lệ. Đã mấy ngàn năm rồi, bao giờ thì ngày này mới kết thúc. Bao giờ thì kết thúc? Tô Ma giật mình, trong lòng mơ hồ đau xót. Lời như vậy hình như cậu cũng đã từng nghe gì như nói qua. Nhưng mà hai người bọn họ cách một cái lồng sắt mới nói được mấy câu. Một tiếng ha ha lớn cắt ngang, có người đẩy cửa mà vào nói. Lão gia, vận khí của ngài thật tốt, lần này vừa bắt được đám giao nhân mới, người xem đều là hàng đỉnh cấp, đủ để so sánh với người đẹp trong tinh hại Vân Đình đó. Bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân, có người tiến vào, nhìn từ lồng sắt này qua lồng sắt khác, tình hại vân đình khách nhân cười diễu cợt, cái nơi rách nát này của ngươi làm sao có thể so sánh với nơi đó chứ? vừa nói vừa nhìn các giao nhân bị giam trong lồng sắt khịt mũi một cái, ngay cả thân cũng chưa phá, chẳng lẽ em mang một cái giao nhân có đuôi đi bán sao? giả lục chắc không phải ngươi lại đánh thua bạc, không có tiền đi tìm đồ long hộ đến phá thân chứ? ha đây mới là giao nhân hoàn toàn thuần khiết vừa mới bắt được từ dưới biển lên chủ điểm là một gã trung niên mập mạp nụ cười mang theo vài phần đáng khinh cúi đầu khom lưng lão gia người nhìn đi người nào người nấy chỉ cần tách ra hai cái chân đảm bảo vừa dài lại vừa trắng nõn khách nhân là một thương nhân không tang làn da dám nắng thuần thục đánh giá mặt hàng hiển nhiên là thông thạo buôn bán nô lệ lâu năm vươn tay đưa vào trong lồng sắt kéo một cái đầu giao nhân đến xem miệng nói Giả lão lục Người không lừa ta đây chứ Sao cả một đám toàn sứt dẻo thế này Lão già Ngài là khách hàng lâu năm Chủ điếm vội vàng cười Giá cả có thể thương lượng Giả lão lục xem ra là người đánh bạc thua đến cái khố cũng không còn Khách nhân vừa lạnh lùng nói Vừa cẩn thận chọn lựa đánh giá Miệng nói Giá rẻ cũng vô dụng Lần này là vì thành chủ Diệp Thành mà chọn ra mấy nô lệ giao nhân. Mắt nhìn người của người ta là thế nào? mấy mặt hàng này có thể lọt mắt người ta không chủ điếm sửng sốt thành chủ bạch phong lân đại nhân hắn không phải sắp thành hôn sao nuôi riêng ngoài nhà khách nhân hừ một tiếng trước kia thành chủ thích đi tinh hải vân đình nhưng về sau chắc là e ngại mặt mũi xích vương nên không tiện đến chỉ có thể nuôi thêm nô lệ giao nhân bên ngoài thôi quý tộc không tang ai mà chẳng nuôi vài giao nhân cho vui cũng phải cũng phải chủ điếm vội vàng gật đầu vậy người chọn cẩn thận khách nhân nhìn một vòng tựa hồ đều không đặc biệt vừa mắt ai cuối cùng hướng ánh mắt về phía lồng trong góc bỗng nhiên hai mắt sáng lên dơ nơi này còn có một con non đứa nhỏ kiệt lực muốn trốn tránh nhưng mà thân thể suy yếu đến động một cái cũng mệt chỉ có thể nặng nề kéo lê xích sắt cố gắng cuộn mình trong góc lồng nhưng mà một cánh tay mập mạp lại nhanh chóng với vào túm lấy tóc của cậu này đây chính là cực phẩm Chủ điếm giật tóc tô ma, đem mặt đứa nhỏ lộ ra hướng về phía trước, quay về phía khách nhân. Lão gia thấy được không? Một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Người đã bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như vậy chưa? Khách nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đứa nhỏ cũng toát ra biểu tình kinh diễm. Nhưng mà thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình thường. Chỉ thản nhiên nói, tuổi quá nhỏ, thân thể cũng đầy vết thương. Chủ điếm vội vàng nói, không nhỏ, đừng nhìn bề ngoài, chỉ như hơn 60 tuổi, người xem tuổi xương một chút, hắn là phải 7-80 tuổi rồi. Cho dù là 7-80, cũng phải nuôi tới năm 60 năm mới có thể trưởng thành. Khách nhân không tỏ về gì, ta mua nó về để làm gì, giữ cho đời kế tiếp à? Ta là người làm ăn, và ta muốn mua nhanh bán sớm, chứ không muốn giữ một cái đồ cổ. Chuyện này... Vẻ mặt chủ điếm đau khổ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải hơn nữa mặt nhẵn thôi thì có lợi ích gì khách nhân đánh giá tô ma trong lồng sắt tiếp tục nhận xét miệng nói không thương tiếc thân thể gầy gò như vậy bụng lại có sẹo trên lưng còn có vết bớt đen ai sẽ mua nó già lão lục ngươi làm thế nào mà ngươi nghĩ là sẽ nhặt được món hời chủ điếm bị mấy lời như vậy tới tấp vả mặt trong lòng lạnh xuống hầm hờ buông tay tô ma được thả ra lập tức lùi về trong lồng sắt nhìn chằm chằm hai người không tang trước mắt trong ánh mắt tràn ngập oán hận Khách nhân tâm cơ thâm trầm, tạm thời buông tô ma ra trước, nháy mắt lại nhìn vào lồng sắt bên cạnh thốt lên. Nữ giao nhân này thật ra không tồi. Thật tinh mắt. Chủ điếm vội vàng gật đầu, túm lấy sờ sờ trong lồng sắt, kéo tới trước mặt khách nhân. Đây là giao nhân vừa được bắt từ sâu trong bích lạc về, là nơi có huyết thống giao nhân tinh khiết nhất, tuổi cũng thích hợp, vừa mới 150 tuổi, khuôn mặt mềm mại, thân thể cũng hoàn mỹ. Chỉ nghe duẹt một tiếng, Quần áo trên người sờ sờ bị kéo xuống, Sợ tới mức phát run, cũng không dám phản kháng. Thân thể nữ giao nhân xinh đẹp như ngọc thạch, nhẵn nhụi không một tì vết nào, hơi hơi run rẩy, đường cong dưới lưng tuyệt đẹp rõ ràng, nối liền với một cái đuôi cá phủ đầy vảy mỏng màu xanh lam. Ô, ánh mắt khách nhân sắc bén đánh giá từ trên xuống dưới một lát mới nói: tám trăm lượng vàng. Ai lão gia thật sự là quá ít. Chủ điểm vừa nghe vừa kêu khổ mấy tiếng. Để bắt được nàng trở về, ta đã phải trả cho nhà đỏ 500 lượng vàng phí thuyền rồi. 800. Khách nhân không chút nhượng bộ. Chỉ là một bán thành phẩm mà thôi, ta còn phải tìm đồ long hộ phá thân nàng, cũng mất thêm vài trăm nữa. Hơn nữa, vạn nhất tạo chân không thành, tiền này chẳng phải đều uổng phí sao. Một ngàn được không? Ta nuôi cũng đã nửa năm, tốt xấu gì, lão gia cũng để cho ta kiếm một chút chứ. Chủ điểm thử trả giá, đau khổ cầu xin, túm lấy tô ma ở lồng sắt kế bên, hay là ta đem đứa nhỏ này khuyến mãi cho ngài? 900. Thần xác khách nhân khẽ động, biểu tình giữa hai hàng lông mày vẫn là vẻ giả bộ trầm ngâm. Trả nhiều ta đi đấy. Được rồi, chủ điếm vội vàng gật đầu, thành giao. Khách nhân vỗ vỗ tay, lập tức có tùy tùng tiến vào. Lôi giao nhân đã chọn từ trong lồng sắt ra. Sợ sợ cả người run lên, liều mạng lấy tay che lại chỗ quần áo rách trên ngực. Lại bị nhét vào một cái lồng sắt mới trước khi bị lôi đi nàng vội vàng quay đầu nói nhỏ với tô ma trong lồng kế bên một câu đừng sợ đứa nhỏ hơi sửng sốt nâng ánh mắt màu xanh ngọc bích lên nhìn nàng một cái ngươi không phải sợ nữ giao nhân ốc còn không mang nổi mình ốc thiết tha nhìn đứa nhỏ gầy yếu cô độc thấp giọng nói may mà chúng ta cùng nhau bị mua đi dọc đường đi ta sẽ chăm sóc ngươi giây phút đó khuôn mặt của nàng nhìn qua hết sức giống gì như trong trí nhớ làm cho tô ma có hơi hoảng hốt ánh mắt lạnh lùng của đứa nhỏ rốt cuộc có thay đổi, ngay cả bản thân còn không lo nổi, còn muốn chăm sóc người vừa mới quét. Chuyện này là vì bọn họ là đồng tộc sao? Cùng là người mất nước, cùng là kiếp nô lệ, cùng chung vận mệnh trong trăm ngàn năm qua. Bởi vì chung dòng máu, chung cảnh ngộ cho nên giờ này mới đưa họ đến bên nhau sao? Đúng lúc tùy tùng đang đi tới, muốn lôi Tô Ma ra, đứa nhỏ bỗng nhiên bạo phát, Giống như một con thú nhỏ từ trong lồng sắt vùng lên, một đầu lao vào ngực đối phương hung hăng cắn. Thằng nhãi con tùy tùng gầm lên một tiếng, máu từ miệng chảy ra. Sao vậy? Khách nhân ngạc nhiên muốn tiến lên xem xét, lời còn chưa dứt, trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy một trận đau nhức máu tươi từ chán chảy xuống. Cút ngay! Đứa nhỏ cầm lấy bát sứ đựng nước trong lồng sắt, lấy hết sức ném vào khách nhân lớn tiếng kêu to, không được chạm vào ta, bọn người không tang dơ bẩn. Khách nhân kêu thảm thiết ngã trên mặt đất, cái chán nứt ra nửa thước. Các tùy tùng ùa lên, hét lớn, nhất thời trong điếm là một trận gà bay chó sủa. Tô ma bị mấy người vạm vỡ lôi ra khỏi lồng sắt, khách nhân đi đầu, vây quanh cậu, ra sức mà đánh. Chủ điếm thấy thằng nhãi con này gây họa, mặc dù rất sợ hãi, cũng không dám tiến lên can ngăn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Có người kêu lên liều mạng lao qua chắn trước mặt đứa nhỏ, hóa ra là sợ sợ. Nàng liều mạng chạy đến dùng đuôi cá vùng vẫy trên mặt đất van xin. Các vị lão gia, hắn chỉ là một đứa nhỏ, là một đứa nhỏ, xin đừng đánh. Nhưng mà khách nhân đang giận dữ làm sao có thể kiềm được. Đưa chân đạp một cái làm Sở Sở ngã trên đất. Giao nhân không có chân ngã xuống, không thể đứng dậy, chỉ có thể liều mạng chắn trước đứa nhỏ, cắn răng chịu đựng cú đánh liên tiếp. Không sao sở sở cắn răng an ủi đứa nhỏ trong lồng ngực, gương mặt xinh đẹp méo mó vì đau đớn run giọng Chịu một chút sẽ qua, đừng, đừng sợ. Lời còn chưa dứt, một người đạp mạnh vào giữa sống lưng nàng. Nàng rốt cuộc không chịu được kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, mềm nhũn ngã xuống không nhúc nhích. Hai, lão ra đừng đánh nữa, cẩn thận đau tay. Chủ điếm thấy giao nhân sắp chết, rốt cuộc nóng nảy, đánh chết còn bẩn tay của ngài cuối cùng khách nhân không mua gì nữa nổi giận đùng đùng bỏ đi thằng nhãi con này không đợi khách nhân đi xa chủ điếm một tay túm lấy đứa nhỏ ngã trên đất mặt đầy máu mày chết chắc rồi thật xui xẻo xem ta đánh chết ngươi tô ma bị lôi ra khỏi dưới thân sờ sờ lại vẫn không nhúc nhích trên mặt đứa nhỏ đều là máu nhưng dường như cũng không phải là máu cậu mà là máu nữ giao nhân kia xương sống của nàng đã bị đá gãy nội tạng cũng bị trọng thương máu từ miệng phun ra Trước khi gọi được đồ long hộ đến cứu thì nàng đã tắt thở. Tô Ma ngơ ngác nhìn đồng tộc vừa mới quen, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp mềm mại trong dây lát héo rũ, nhìn thấy đuôi cá của nàng, dần dần gương mặt bẩn thỉu lạnh băng mất đi hô hấp. Nàng khẽ nhắm mắt, hai giọt lệ ngưng kết từng giọt thành ngọc trai, trong suốt nhãn bóng, keng một cái lặng lẽ rơi xuống đất, vây đuôi hơi run rẩy sau đó hoàn toàn bất động. Chủ điếm hùng hùng hổ hổ đi đến, một cước đá văng nàng ra, sau đó cúi xuống nhặt hai viên ngọc trai. Giao nhân này đối xử với cậu vui vẻ như với đồng tộc, cứ như vậy mà chết đi. Nàng không bao giờ có thể trở lại bích lạc mà nàng ngày đêm nhớ mong nữa. Ngay cả một giọt lệ cuối cùng cũng bị người không tang nhặt lấy đem bán. Thế nhưng Tô Ma sững sờ nhìn, trên mặt cũng không có một biểu tình gì. Thằng nhãi con này, sao ngươi không chết đi, Chủ điếm thấy cây hái tiền duy nhất trong điếm chết, tức giận đem kẻ gây họa tô ma ra đánh. Nhưng mà đứa nhỏ không hề trốn tránh, cứ như vậy chịu đựng gậy gọc như mưa rơi xuống, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trên mặt vẫn không một chút biểu tình. Rác một tiếng, cây gậy to bằng cổ tay gãy trên lưng đứa nhỏ, tô ma ngã xuống đất, thằng nhãi ma quỷ chết tiệt này. Chủ điếm nổi giận, mệt mỏi ném gậy xuống chỉ vào cậu mắng. Nuôi ngươi cũng phí tiền, bán không được, đánh như vậy cũng không tích ra giọt nước mắt nào lấy ngọc nuôi người có ích gì còn không bằng vứt đi vứt đi thì thật đáng tiếc một tên đầy tớ hung ác bên cạnh đưa ra chủ ý chỉ vào hai tròng mắt màu ngọc bích của đứa nhỏ ít nhất đứa nhỏ này còn có một đôi mắt hoàn hảo chủ điểm vỗ đùi rất đúng suýt nữa thì ta quên mất giao nhân này đều là vật báu một đôi mắt này móc ra tinh luyện còn có thể làm thành ngưng bích châu bán đi cũng được mấy trăm lượng vàng ấy chứ nhưng mà lời còn chưa dứt tô ma bỗng nhiên nắm lấy mảnh gạch vụn trên đất sao chủ điếm kinh hãi nghĩ rằng đứa nhỏ này muốn tấn công người nhưng tô ma chỉ lạnh lùng nhìn đám người không tang không nói hai lời giơ tay lên không do dự đem mảnh gạch đâm vào hai mắt của mình máu tươi từ trong mắt chảy xuống đỏ sẫm đến đáng sợ khuôn mặt tuyệt mỹ của đứa nhỏ bỗng chốc biến thành ác quỷ trong điếm tất cả mọi người đều kinh sợ ngây ra như phỗng cút ngay đám người không tang dơ bẩn các ngươi hai mắt tô ma chảy xuống hai hàng máu đỏ sẫm trong tay nắm chặt mảnh gạch sắc nhọn hét lớn ta sẽ không bao giờ để cho các ngươi điều khiển đám người không tang các ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không lấy được gì từ trên người ta vĩnh viễn máu như hai hàng lệ xẹt qua gương mặt đứa trẻ nhìn mà ghê người trong khi đứa nhỏ ở ảo cảnh dùng hết sức hét lên câu nói kia, thì bên ngoài miệng giếng ba vị trưởng lão nhất tề biến sắc. Hải hoàng thế mà lại tự tay chọc mù hai mắt của mình. Không ổn. Tuyển trưởng lão kinh hô một tiếng, hai tay giao nhau trước ngực. Mau kết trận. Một khắc kia, bọn họ có thể thấy trong lòng đứa nhỏ xuất hiện một sức mạnh hủy diệt vô cùng lớn. Rời non lấp bể, mãnh liệt mà đến, tràn ngập cả đại mộng. Loại sức mạnh này tràn ngập hận thù, độc ác, hận không thể đem hết thầy trước mắt hóa thành bột phấn, cùng chính bản thân mình đồng quy vô tận. Nhưng mà, không đợi bọn họ lần thứ hai kết trận, niệm lực khổng lồ ấy từ đáy nước ầm ầm phóng ra, giống như gió lốc gạo thét, phút chốc lan tràn ra ngoài, ầm một tiếng giếng cổ hoàn toàn vỡ tan, kể cả phù chú khắc trên miệng giếng cũng bị xé tan. Ba vị trưởng lão Hải Quốc chịu đòn nghiêm trọng, nhất tề ngã ra ngoài. Sao sao vậy? thành trưởng lão thất thanh nhưng mà vừa mới mở miệng nói chuyện máu tươi từ trong miệng đã phun ra cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bị đánh nát đau đớn vô cùng tuyển trưởng lão cũng ho khan cố nén máu tươi đang trào lên trong cổ họng thanh âm đứt quãng đại mộng thuật là hai chiều chúng ta có thể truyền ý chí của chúng ta cho nó thì nó cũng có thể đem ý chí của mình truyền ngược lại đứa nhỏ này sức mạnh của nó so với dự đoán của chúng ta còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần chúng ta không thể khống chế được nó. Vừa rồi, lão nhìn thấy đứa nhỏ trong ảo cảnh thả ra hạt giấy, dùng ý chí kinh người đối kháng với bọn họ, sống chết, cũng không chịu dập tắt một chút hy vọng kia, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, huyết thống hải hoàng còn chưa thức tỉnh, thế nhưng thiếu chút nữa đã phá hỏng ảo thuật mà bọn họ liên thủ tạo ra. Vì thế, sau một khắc tạm dừng, vì để hoàn toàn chinh phục đứa trẻ, lão nhanh chóng điều chỉnh tác động trong ảo cảnh đến mức tối đa bằng cách tạo ra tình cảnh tàn khốc nhất để ăn mòn tâm linh đứa trẻ áp đảo ý niệm cố chấp bất diệt trong lòng cậu để cậu suy sụp nhất mất đi tất cả hy vọng đối với người không tang nhưng mà lão lại không nghĩ rằng sau khi đứa nhỏ này suy sụp nhất đột nhiên lại hành động liều lĩnh như vậy hải hoàng một khi đã tuyệt vọng ở trong tuyệt cảnh lại không chút nào khuất phục tự tay chọc mù hai mắt của mình ba vị trưởng lão hải quốc nhất tề ngồi sụp xuống toàn thân bị trọng thương giếng cổ sụp đổ tô ma lơ lửng dưới đáy nước lạnh băng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy co quắp bất động giống như một bọt biển yếu ớt nơi đáy vực tối tăm toàn thân đứa nhỏ phát run hai mắt nhắm nghiền nhưng lại có máu tươi ào ào chảy ra từ khóe mắt nhuộm đỏ cả thân thể Nhìn thấy tình huống này, tuyển trưởng lão bất chấp thương thế, lào đảo bò dậy, nhảy xuống giếng nứt, nhấc bổng đứa nhỏ rời khỏi đáy giếng. Trong hai con ngươi đang nhắm chặt, vết máu rõ ràng. Hai vị trưởng lão quá sợ hãi. Đứa nhỏ này thật sự bị thương. Rõ ràng chỉ là ảo cảnh vì sao có thể thật sự bị thương. Đại mộng thuật có thể giết chết người, đã thương người là chuyện có gì khó. Tuyển trưởng lão ôm đứa nhỏ trồi lên từ giếng, thần sắc vô cùng khẩn trương mau chữa trị cho hải hoàng bằng không từ nay về sau nó sẽ mù mất ba vị trưởng lão vây quanh tô ma rời khỏi giếng cổ nhưng mà còn chưa được mấy bước phía đối diện chuyển đến tiếng như ý nàng vẫn lo lắng chờ bên ngoài giờ phút này nghe thấy tiếng nổ liền liều lĩnh chạy vội tới liếc mắt một cái nhìn thấy đứa nhỏ cuộn mình trong ngục trưởng lão biết sự tình không ổn nước mắt ào ào rơi xuống nàng đưa tay đỡ lấy tô ma phát hiện hai mắt đứa nhỏ đều là máu thất thanh nó nó làm sao vậy đứa nhỏ này tuyển trưởng lão hơi ho khan thấp giọng kể lại một lượt như ý càng nghe sắc mặt càng ngày càng trắng bệch cánh tay run lên đến sắp không ôm nổi đứa nhỏ suýt chút nữa nàng thốt ra lời trách cứ lại nhớ tới thân phận của ba vị trưởng lão không thể không cố gắng kìm lại chỉ có nước mắt rơi lã chã như mưa hai đều tại ta không tốt tuyền trưởng lão trước giờ vẫn luôn là một người uy nghiêm mạnh mẽ lại thở dài hiếm khi cúi đầu thừa nhận sai lầm ta nóng vội hải hoàng dù sao vẫn chỉ còn là một đứa nhỏ không thể chịu nổi đả kích như vậy ta không ngờ nó yếu ớt như vậy giây trước vừa ngập tràn hy vọng giây sau đã sụp đổ Nghe thấy trưởng lão đức cao vọng trọng nói như thế, khí giận trong lòng như ý lại không thể phát tác. Nàng chỉ có thể ôm lấy đứa nhỏ đã mất đi thần trí, lau sạch sẽ huyết lệ cùng bọt nước trên mặt. Đứa nhỏ nằm co quắp, toàn thân lạnh như băng vẫn không hề nhúc nhích. Còn có thể nói cái gì nữa, bọn họ liên thủ hủy diệt cậu, ép cậu thành cái dạng này. Vì để kéo đứa nhỏ về phép mình, nàng lợi dụng chút tín nhiệm cuối cùng của đứa trẻ, cùng các trưởng lão thiết kế bàn cờ này, lừa cậu vào trong, từng bước một đưa cậu tới bên bờ sụp đổ, thế nhưng lại không nghĩ rằng, vào thời khắc cậu buông bỏ chấp niệm, cũng là lúc tự hủy diệt. Toma, tô Toma, tô nàng ghé tai gọi cậu nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích. Nó, nó sẽ không chết chứ? Như ý không khỏi hoảng sợ trong lòng run giọng, nếu chết dễ dàng như vậy thì không phải là hài hoàng mà chúng ta chờ đợi mấy ngàn năm tuyển trưởng lão chấn định trả lời một câu đem đứa nhỏ cả người nhiễm máu giao cho nàng ta lập tức cho người đi tìm đại phu người ở trong này chăm sóc đứa nhỏ một khi nó tỉnh lại lập tức bẩm báo vâng như ý gật đầu lĩnh mệnh việc này không thể hé ra dù chỉ một chút nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ tuyển trưởng lão suy nghĩ một chút lại nói nhỏ bên tai như ý cẩn thận dặn dò nếu nó tỉnh lại có hỏi người cứ theo như ta dặn dò mà trả lời ngàn vạn lần không được sai một chữ. Vâng, như ý gật đầu yên lặng nhìn đứa nhỏ lòng đau như cắt. Đứa nhỏ gầy yếu ở trong lồng ngực nàng, cuộn lại như thai nhi, chưa hề nhúc nhích, chỉ có bà vai vẫn run rẩy giống như vẫn đang bị mê mang trong giấc mộng, không thể tỉnh lại. Hai dòng huyết lệ ào ào chảy xuống từ trong mắt, không biết là máu hay lệ đang tuôn. Tô ma, tô ma, ngươi đang gặp ác mộng sao? trong giấc mơ dài vô tận ấy trời đất đều là màu tối đen ngay cả một chút ấm áp duy nhất cũng đông cứng lại đứa trẻ nhỏ như vậy cô độc chìm xuống đáy nước lạnh băng còn có thể dựa vào ý chí của mình vực dậy để tỉnh lại hay không chẳng lẽ cứ mãi mãi nhắm chặt như vậy không chịu tỉnh lại người là hải hoàng của chúng ta là cứu tinh của bộ tộc giao nhân là hy vọng mà bất kể thế nào chúng ta cũng không thể từ bỏ nhưng chúng ta đối với ngươi sao lại tàn nhẫn đến thế này như ý ôm đứa nhỏ hôn mê trở về phòng thật cẩn thận đặt trên giường đây là một phòng ngủ riêng biệt ở hậu viện cách xa chỗ mấy đứa nhỏ khác nghỉ ngơi vô cùng yên tĩnh và riêng tư nàng đắp chăn cho tô ma lau nước ấm cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt đứa trẻ cúi đầu nhìn đôi má gầy guộc của đứa nhỏ thở dài một tiếng máu tươi có thể rửa sạch nhưng nếu con ngươi đã mù thì vĩnh viễn không thể khôi phục, giống như trái tim bị hủy hoại của đứa nhỏ vậy. Lúc này đây, ba vị trưởng lão cùng liên thủ thi triển cấm thuật đại mộng đối với Tô Ma lại gây nên kết cục bi thảm như vậy. Ảo thuật mãnh liệt đã nhập sâu vào trong tiềm thức, bóp méo trí nhớ một cách tinh vi, định hình lại nhân cách của cậu, đem những mầm mống hận thù sâu sắc dành cho người không tang gieo vào trong lòng cậu, tùy ý lớn lên đến khi những dây leo độc hại trưởng thành tươi tốt che lấp ánh mặt trời trong trái tim cậu nàng đương nhiên không muốn để cho quận chúa kia mang trái tim toma đi nhưng lại dùng thủ đoạn bạo ngược tàn nhẫn như vậy để đối phó với một đứa trẻ bất lực cũng là điều nằm ngoài dự đoán của nàng phục quốc phục quốc vì giấc mộng xa vời đó đã hy sinh rất nhiều giao nhân, hiện giờ ngay cả đứa nhỏ này cũng là vật hy sinh giao. Như ý ngồi ở trong bóng tối mờ mịt miên man nghĩ, tim như bị đau cắt. Không biết qua bao lâu, Tô Ma dường như có dấu hiệu tỉnh, còn chưa mở mắt ra, liền hất tay nàng, dùng cánh tay nhỏ bé ôm lấy thân thể rụt người lại. Đừng sợ, là ta! Nàng vội vàng đỡ lấy đứa nhỏ, nhẹ giọng ghé vào tay cậu nói. Ta là gì như? Người mau nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được hai chữ gì như Tô Ma lần thứ hai mãnh liệt run dậy, cũng không hề kháng cự. Như ý nhẹ nhàng thở ra, yên tâm hơn phân nửa. Hiển nhiên, sau khi trải qua đại mộng thuật, trong đáy lòng đứa nhỏ này tín nhiệm và ỷ lại đối với mình lại tăng thêm rất nhiều, không còn bài xích như trước nữa. Tô Ma ở trong lòng nàng trầm mặc hồi lâu, mới đờ đẫn hỏi một câu. Sao ta lại ở đây? Ta, ta nhớ rõ mình, rõ ràng ở chợ Tây Diệp Thành. Là chúng ta cứu ngươi trở về đây. Như ý dựa theo phân phó của Tuyền trưởng lão cẩn thận trả lời. Các trưởng lão phát hiện ngươi trốn đến Đê Đô liền một đường đuổi theo, cuối cùng ở trong chợ nô lệ Diệp Thành tìm được ngươi, đem ngươi cứu trở về, khi đó ngươi đã gần như hấp hối, thiếu chút nữa bị người không tang ném vào bãi tha ma. Câu trả lời như vậy, từng từ từng chữ hoàn toàn phù hợp với thiết kế trong đại mộng thuật cũng vô cùng ăn khớp với ký ức giả tạo, làm cho đứa nhỏ không nghi ngờ gì. Quả nhiên nghe lời nói như vậy, Tô Ma liền trầm mặc xuống. Vậy sao? Đứa nhỏ thì thào nói một câu như vậy, không ý kiến gì. Cậu trước sau không còn hỏi lại hai chữ tỷ tỷ nữa. Tuyển trưởng lão sai người đi tìm đại phu, nhưng mà đại phu kia cũng không có y thuật cao minh như thân đồ đại phu. Vừa đến thấy tình huống của đứa nhỏ cũng kinh sợ, vội vàng chối từ, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Như ý vẫn thân thiết chăm sóc cậu, đám bạn đồng trang lứa như viêm tịch, ninh lương cũng không đến quấy giày. Nhưng đứa nhỏ trước sau vẫn im lặng, cầm trong tay khối thịt sinh đôi giống như một con búp bê kỳ quái, đôi mắt mù trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu tự lấy tay ôm mình, vùi đầu vào trong một góc phòng, Toàn thân co quáp như tư thế bảo thai, không ăn không uống gì cả, cũng không nhúc nhích. Cả người héo rũ, nhìn qua càng thấy gầy yếu, chân tay mảnh khảnh như ngọc lưu ly đẩy sứt xẻo từ trong ra ngoài. Có đôi khi như ý còn không dám động vào cậu. Nàng thực sự sợ chính mình chỉ động một chút, vết thương đầy người kia sẽ nứt ra, vỡ thành trăm mảnh, không bao giờ lành lại. Tuyển trưởng lão đến thăm hỏi, nhìn thấy đứa nhỏ như thế không khỏi âm thầm kinh ngạc nhỏ giọng phân phó như ý. Cứ để như vậy thì không được, bất kể thế nào cũng cho nó ăn chút gì đi. Đứa nhỏ này không chịu, trong mắt như ý tràn ngập nước mắt. Ngu xuẩn, người không biết cứng rắn một chút sao, đè đầu nó ra, bắt nó phải ăn. Tuyển trưởng lão khó thở quát lớn, nếu không ăn cái gì, nó sẽ sớm chết đói. Như ý trầm mặc không trả lời trưởng lão, thế giới trong trái tim đứa nhỏ này đã sụp đổ, nếu ngay cả nàng cũng bạo lực như vậy, có thể nào nó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại không nghe này như ý chúng ta không thể mất đi hắn tuyển trưởng lão nghiêm túc nói giáo huấn người lính đã nhiều năm trung thành hắn là hài hoàng của chúng ta là người mà chúng ta đã chờ đợi mấy ngàn năm bất kể thế nào ngươi phải đảm bảo đứa nhỏ này còn sống còn sống nàng thì thào lặp lại một lần trong mắt tràn đầy bi ai đối với một đứa nhỏ mà nói còn sống chẳng phải so với đã chết còn bi thảm gấp trăm ngàn lần chờ cho tuyển trưởng lão rời đi như ý trầm mặc thật lâu mới xoay người trở lại phòng nhưng mà vừa mới đẩy cửa ra nàng liền giật mình ở trên giường trống trơn cả phòng cũng trống trơn đứa nhỏ quái gở vẫn chui trong góc phòng đột nhiên không thấy tô ma Nàng thất thanh kinh hô, đẩy cửa sổ khép hờ ra. Trước mắt là một cái dây lưng nhuốm đầy máu treo lơ lửng không ngừng đung đưa. Thừa dịp nàng không có mặt, đứa nhỏ gầy yếu kia đã lặng yên trèo ra ngoài cửa sổ, rơi xuống chân tường sau nhà. Sau nhà toàn là sỏi đá, miệng tô ma ngậm đệ đệ sinh đôi làm thành búp bê kia, bò sát trên mặt đất. Hai tay hai chân đều bị đá sỏi cứa ra máu tươi, để lại phía sau một vệt máu dài, nhưng đầu cũng không quay lại như ý vừa muốn tìm cậu trở về không biết vì sao lại do dự bóng dáng đứa nhỏ trên mặt đất liều mạng bỏ đi không sợ đau không sợ đổ máu giống như là muốn trốn chạy khỏi một cái động quỷ khổ cực lầm than như ý nhìn thấy hết thảy toàn thân phát run đứng đó nước mắt rơi xuống rốt cuộc không nhịn được nữa khóc ầm lên tô ma tô ma nàng chạy đến một phen ôm lấy đứa nhỏ buông ra trong mắt Tô Ma lộ ra vẻ âm trầm phẫn nộ, vừa liều mạng dãy rủa lại phát hiện nàng cũng không đem mình ôm trở về phòng mà là chạy về một hướng khác. Như ý mang theo đứa nhỏ đi tới bên cạnh cái giếng cổ, đẩy mấy hòn đá vỡ ra. Sau khi đại mộng thuật tan biến, vết phù chú trên miệng giếng hoàn toàn vỡ nát, che lấp miệng giếng, lúc này bị dọn ra lại giống như con ngươi tối đen lộ ra trên mặt đất. Dưới nền đất, mạch ngầm mất đi khống chế của thuật pháp, một lần nữa khôi phục thành một giếng nước bình thường gợn sóng dẫn thẳng ra kính hồ như ý buông tô ma xuống nhẹ giọng đi đi cái gì đứa nhỏ giật mình không thể tin được ngẩng đầu ngước đôi mắt không có thần tái nhìn nàng thần xác trên mặt mang theo nghi ngờ cùng đề phòng mấy ngàn năm sau tuy rằng số mệnh lựa chọn ngươi nhưng ngươi cũng không muốn trở thành hải hoàng như ý bi thương mỉm cười, nhìn lên gương mặt gầy yếu của đứa nhỏ vô cùng đau lòng. Nếu cứ cố chấp giữ ngươi lại, ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi thả rằng chết cũng sẽ không sống theo ý người khác, có phải không? Tô Ma gật gật đầu, làn môi hơi mỏng hiện ra một loại tư thế cương quyết. Như ý giơ tay lên, từng chỗ, từng chỗ, dùng pháp thuật chữa lành mấy vết chảy ra, nhẹ giọng nói. Cho dù là đồng tộc, kể cả trưởng lão cũng không hiểu ngươi là người như thế nào. Hãy tha thứ cho bọn họ. Bọn họ cũng không phải cố ý tra tấn ngươi. Bọn họ chỉ là mong mỏi tự do của bọn họ quá mức cố chấp mà thôi. Nói xong một câu cuối cùng, nàng nghẹn ngào. Tô Ma yên lặng nghe, giơ bàn tay khô gầy nhỏ xíu đặt lên mặt nàng. Vết thương cuối cùng cũng ngừng chảy máu. Như ý thở dài, buông tay ra nói với đứa nhỏ. Được rồi, đến đế đô tìm tỷ tỷ của ngươi đi. Không, Tô Ma lại bỗng nhiên mở miệng gần từng chữ. Ta chưa từng có tỷ tỷ. Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột, như ý đột nhiên run lên. Hóa ra, bí thuật của ba vị trưởng lão đã có hiệu lực. Nhưng ta cũng sẽ không ở lại chỗ này. Giọng nói Tô Ma bình tĩnh mang theo vẻ lãnh khốc không tương xứng với tuổi. Ta không muốn bị các ngươi nhốt tại nơi này, bị các ngươi ép làm vua, thả chết cũng không. Như ý ngẩn ra gật đầu, ngươi có tự do của ngươi, Tô ma ngừng giây lát thì thào lặp lại đúng vậy tự do đứa nhỏ ngẩng mặt trong ánh mắt trống rỗng mang theo một loại kiên quyết ta muốn chính là điều này như ý chấn động không khỏi nhẹ giọng thở dài vậy thì đi đi nhân lúc không có ai nhìn thấy nhưng ngươi ngàn vạn lần cẩn thận đừng để lại trở thành nô lệ của người không tang đứa nhỏ không nói gì đột nhiên giơ tay sờ vào hai má của nàng dị như cậu gọi nàng một tiếng bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo để ta chạy ngươi phải làm sao không ngờ đứa nhỏ đến lúc này còn có thể hỏi một câu như vậy trong lòng như ý nóng lên nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào đi yên tâm cho dù chuyện bại lộ các trường lão cũng sẽ không bày vậy mà giết ta ngươi ngươi cứ đi đi tô ma trầm mặc thật lâu rốt cuộc gật gật đầu xoay người nhảy vào trong nước lúc này đây rời đi cậu vẫn là không có một chút do dự và lưu luyến như trước chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên nước ngầm dưới lòng đất gợn sóng lại dần dần khôi phục như cũ giống như một ánh mắt đen kịt đứa trẻ mang trên mình đầy thương tích này rốt cuộc nhảy vào trong nước chính thức rời đi giống như một cái đuôi cá hướng về phía biển rộng rất nhanh đã không thấy bóng dáng cậu đi đến nơi nào cậu sẽ trải qua những gì cuộc sống của cậu sẽ trôi về đâu tất cả nàng sẽ không bao giờ có thể biết về sau, Như Ý liền mất đi tin tức của Tô Ma. Cũng không biết rằng, đứa nhỏ đã đi đến cứ điểm bí mật của phủ quốc quân ở Diệp Thành, phiêu bạt tới nơi nào, lại trải qua những thăng trầm gì. Mãi cho đến 70 năm sau, khi thời điểm đại nạn của Vân Hoang đã tới, giao nhân kia mới lần thứ hai xuất hiện, bước lên vũ đài lịch sử. Khi đó, hắn đã trở thành một thiếu niên tuấn mỹ như thần, lạnh lùng, hắc ám, không nói một lời đứng giữa tử thần điện, khuấy động sự hỗn loạn của toàn bộ vân hoang. Như lời tiên tri đã nói, đứa trẻ này đã lật đổ thiên hạ. Qua một trăm năm, bãi bẻ nương dâu, thế sự mấy độ thăng trầm, nhân sinh mỗi người cũng theo đó nổi trôi. Nàng bị giáng chức lại lần thứ hai được trọng dụng. Sau đó nàng đi về hướng đông, quận 12, phụ mệnh bày ra mỹ nhân kế, không ngờ lại thực sự yêu người kia, một tổng đốc khác tộc. Mà đám tiểu giao nhân nàng huấn luyện cũng đã đều trưởng thành, viên tịch, ninh lương, tiêu, tương, bích, đinh đều trở thành những chiến sĩ vĩ đại sông pha nơi chiến trường, dùng mạng sống của mình viết nên một bài thơ phục quốc đẫm huyết lệ. Mà nàng đi vào quận Đào Nguyên mở một sòng bạc, vừa kinh doanh, vừa xây dựng tài chính giúp đỡ phục quốc quân, vừa như chờ đợi cái gì cuối cùng có một ngày ở mộ sĩ tháp cách trên đỉnh núi tuyết sơn phía đông đã xảy ra tuyết lở có một đoàn người lữ khách từ ngoài dặm xa xôi mà đến mà trong đoàn người này có người mà nàng ngày đêm chờ đợi cái tên tô ma rốt cuộc cũng đã trở lại cách một trăm năm khi gặp lại thiếu niên lạnh lùng hắc ám đã trở thành một nam tử đi khắp thiên hạ lục hợp trải qua vô số thăng trầm hai chòng mắt vẫn không có thần thái như trước nhưng cả người hào quang bốn phía tuấn mỹ như thần giữa mười ngón tay của hắn có một sợi dây rụ xuống quấn chặt như sinh mệnh mà ở một đầu khác là đệ đệ sinh đôi giống như một con búp bê hắn đã trở thành một bậc thầy hình nhân trở về nhìn chăm chăm nàng người đã lâu không gặp đôi mắt màu xanh ngọc bích trống rỗng mông lung dĩ như ngươi còn chờ ta sao hắn mở miệng dùng sưng hô quen thuộc nói với nàng ta đã trở về hải hoàng một khác kia nàng không tự chủ khóc lên thành tiếng quỳ xuống trước mặt hắn bãi bẻ nương dâu đều chờ ngươi trở về